Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Tâm sự. Chúng ta cùng lắng nghe những tâm sự được chia sẻ và cập nhật hàng ngày trên kênh. Quý thính giả biết không, chuyện ngoại tình và bị phát hiện không phải là một điều gì lạ lắm. Câu chuyện sau đây thì muốn gửi đến quý thính giả là chuyện của một cô gái đã ăn vụng lại còn không biết chùi mép. Để chứng minh chuyến công tác đi Hà Nội của mình là hoàn toàn trong sáng, cô gái đã gửi những bức hình chụp cho người chồng tương lai, nhưng không ngờ chính những bức ảnh đó lại là bằng chứng tố cáo cô ngoại tình. Cô gái tưởng rằng khoe ảnh lên trên mạng và nói rằng mình đang ở nhà bạn thì người yêu sẽ tin, ai ngờ kết cục lại đắng cay. Có nhiều lý do để chia tay và phản bội chính là lý do không thể tha thứ. Dù là ai trong hoàn cảnh nào cũng sẽ chẳng thể nào chấp nhận được người sắp cưới của mình lại đi nhà nghỉ với một người khác, dù đó chỉ là nghi ngờ. Một khi bạn không thể có bằng chứng cho sự nghi ngờ đó thì xác định là muốn tình có lâu dài đến mấy thì cũng tan bay. Câu chuyện của cô gái dưới đây chính là như vậy. Cô ấy bày tỏ rằng người yêu của mình thì hay ghen và công việc của mình lại phải hay đi công tác. Lần này cô đi Hà Nội và người yêu bắt chụp ảnh. Khi chụp xong, cô gái đã đăng lên trên mạng để chứng minh rằng mình thực sự đang ở nhà bạn gái để cho bạn trai mình tin. Nhưng không ngờ dân mạng và người yêu đã phát hiện ra một điều đáng nghi. Dù có giải thích như thế nào đi nữa thì cậu bạn trai cũng sẽ không tha thứ và quyết định nói với bố mẹ đôi bên chấm dứt mối tình 4 năm sắp cưới này. Nội dung được cô gái tâm sự đầy nỗi niềm với lời trách cứ như sau. Mình điên lắm rồi, công việc của mình hay phải đi lại nay đây mai đó. Hôm nay mình đi công tác Hà Nội thì vào phòng nhà bạn ở, nhà bạn gái nhé. Nhưng trái ngang, phòng bạn lại có sổ trước cửa mà không để ý. Sau đó mình chụp ảnh đăng lên Facebook với nội dung vui vui kiểu là anh đi đâu rồi. Vậy là người yêu thấy và cho rằng mình đang lừa nó đi công tác để lên Hà Nội vào nhà nghỉ với thằng khác. Nó còn gọi điện cho bố mẹ mình luôn, sắp cưới mà. Mặc dù mình thanh minh giải thích như thế nào, nhưng nó và bố mẹ mình không tin. Cuối cùng là mối tình 4 năm của mình đi toi rồi mọi người ạ. Mình cũng ước là có thằng nào sau cánh cửa đó thì cũng chấp nhận. Đây thì oan quá, giờ phải làm sao đây? Sau khi đăng tải câu chuyện này thì có rất nhiều người đã bình luận và cho rằng thực sự cô gái đã bị oan. Thế nhưng nhìn kỹ bức ảnh thì dân mạng và cả bạn trai của cô gái cũng phát hiện ra điều bất thường. Đó chính là chiếc điện thoại bàn trong phòng. Nhiều người cho rằng thời đại này ít ai dùng điện thoại bàn nữa và cách bài trí của nó thì giống như chỉ có trong nhà nghỉ mới có. Đó là lý do mà anh chồng quyết định không tha thứ cho cô gái vì cho rằng người yêu đã đi nhà nghỉ với kẻ khác và nói dối mình. Ngoài ra thì bức tranh treo tường cũng là một trong những cách bài trí của các nhà nghỉ. Và một thủ phạm nữa đó chính là chiếc ga giường màu trắng. Đây là minh chứng là nhà nghỉ chứ không phải phòng chung cư của cô bạn gái nào đó. Đúng là trong cái rủi có cái rủi hơn. Tưởng là đăng ảnh chứng minh lên Facebook để công khai cho người yêu biết được mình trong sáng thì không ngờ lại lòi ra bằng chứng. Chính cô gái tự đưa mình vào thế khó nên mới xảy ra kết cục này. Mà nhiều khi thì cô gái này cũng hơi dài. Tại sao không nói thẳng ra là đi công tác thì vào nhà nghỉ ở tạm? Có khi lại tốt hơn. Đằng này lại nói ở nhà bạn gái làm cái gì? Không nói ở nhà bạn gái thì dù đây có đúng là ảnh nhà nghỉ thì cũng chẳng ai nghĩ là ngoại tình. Hiện tại câu chuyện vẫn được nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần vẫn cho rằng cô gái đã lừa dối người yêu mình và phải nhận kết quả thích đáng. Đúng là trong câu chuyện này nếu bị oan thì có gì đâu mà khó giải thích. Nếu thực sự ở nhà chung cư của bạn gái thì cứ kêu bạn ấy nói chuyện thẳng với cậu người yêu. Xác thực đây chính là căn phòng của mình và bạn ấy đã ở nhờ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.